Xin chào tất cả bạn, bây giờ chúng ta sẽ thực hành để hát cái bài Đây Hy Lễ của Linh Mục Kim Long và chỉ với ba hợp âm thôi thì các bạn có thể đàn được rồi. Chúng ta phân tích cái bài một chút xíu, có hai dấu hóa và đây á nó cách cái hợp âm bậc năm các bạn. Thì bài này các bạn chơi ở cái giọng mà son thứ, ba hợp âm cần thiết của cái giọng son thứ đó chính là son thứ, không đây son si rế, son si dáng, son thứ, son si dáng rế. Hợp âm tiếp theo là đô thứ, thành đang đánh theo góc nha, đô mi dáng son. Và cuối cùng là hợp âm bậc năm của giọng thứ á, là một là rê thứ nè, rê pha la hoặc là rê pha thăng la, hay pha thăng trên bàn phím Mão nó đề chữ chính xác ha, pha thăng la. Rồi thì cái thế tay các bạn đặt như sau: son thứ, son thứ, bát si giáng, tay phải. Rồi nếu mà qua hợp âm đô thì các bạn đánh đơn giản như vậy thôi, đô mi son. Từ son mà nếu qua rê thì các bạn giữ cái ngón hai này là rê trưởng, được chưa? Pha thăng đó các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đệm hát cái đoạn đầu nha. Tiếng dân Chúa trên trời. Ok, chúng ta dùng tay trái để đàn hợp âm đại diện thôi ha. Mình chọn cái tiếng string third organ các bạn. Rồi ok, vô. Tiếng dân Chúa trên trời, lòng thắp bánh thơm, vui buồn trong cuộc đời, lòng vắng hướng trọn về Chúa. Và nó chỉ có hai âm thôi, mặc dù ở trên người ta ghi nhiều âm nhưng ở mức độ cơ bản các bạn chỉ cần đàn hai âm như vậy thôi. Nếu mà có đô thì đàn đô, nhưng mà đơn giản như vậy thôi các bạn. Rồi qua cái điệp khúc thì nó là son trưởng các bạn. Thì các bạn lưu ý ba cái âm bậc một đó chính là son trưởng, tiếp theo đô trưởng và nữa âm bậc năm là rê trưởng các bạn nha. Rê trưởng là pha thăng đấy, các bạn thấy không? Rồi chúng ta cũng để cái thế tay như vậy, thế tay son đảo một hoặc là son bass si, có những cái cách gọi như vậy nha. Đây thì lễ tôn vinh. Qua rê nó giống nhau, phải không? Giữa cái việc son thứ mà nó qua rê với lại son trưởng nó qua rê thì nó cũng na ná nhau, phải không? Đây thì lễ tôn vinh, Rê, hiệp dâng son trưởng, với bao tâm tình là rê, nguyện Chúa thương là son, nhận lấy như là rê. châm hương. Như vậy bài này chỉ có hai hợp âm thôi, son thứ nó qua rê, son trưởng nó qua rê, nó qua lại thôi cũng có gì hết. Bây giờ Thành sẽ đàn cho các bạn từ đầu nha. Rồi các bạn lên mạng các bạn tải cái sheet nhạc của mình này ha. Rồi ok, bắt đầu. Tiếng dân Chúa trên trời, ly rượu nằm tắm bánh thơm, vui buồn trong cuộc đời, lòng vắng hướng trọn về Chúa. Đây lễ tôn vinh, tìm dâng với bao tâm tình, nguyện Chúa thương nhận lấy như châm Rất đơn giản, chúc tất cả bạn thành công nha. Bye bye.